đầu năm mới, Bảo Quốc và gia đình, bà xã của Bảo Quốc xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự an lành, mọi sự thành công và thật nhiều sức khỏe. Năm Đinh Dậu đang đến, xin kính chúc quý khán giả, tất cả những người khán giả thân thương của Kim Xuân trong suốt nhiều năm qua, một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là tất cả mọi công việc làm ăn của mọi người đều hanh thông. Chúc mọi người vui vẻ, chúc gia đình hưởng một cái Tết, một mùa xuân thật là ấm áp. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào, sức khỏe và sức khỏe. Gia Bảo xin kính chúc quý vị một năm mới vàng sự như ý, ngàn sự như mơ, triệu sự bất ngờ và tỷ lần hạnh phúc. Năm mới Diệu Nhi xin chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vương đầy túi. Gấp gáp quá, nhìn như chưa suy nghĩ ra được. Nói chung là chúc quý khán giả thật nhiều sức khỏe, có nhiều sức khỏe thì muốn làm gì cũng được. Kính chúc cho các bạn năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Và bên cạnh đó may mắn và kiếm thật nhiều tiền. Tất cả những muốn của các bạn trong năm 2017 sẽ làm được hết luôn. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Năm mới thì Tiêu Cô và Vivi Trần chúc cho giải trí Neo càng ngày càng có nhiều bạn đọc hơn và càng ngày là một tin hot nhất trong showbiz. Và cũng chúc cho tất cả các khán giả của đồng chí Neo thì sẽ nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui, đặc biệt là tràn đầy sức khỏe, có sức khỏe thì mới có thành công được. Chúc mừng năm mới. Một năm cũ cũng đã trôi qua rồi và một năm mới cũng sắp đến, thì Fuka kính chúc quý độc giả có được một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Happy New Year! Diễm My xin chúc cho các độc giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào quý vị độc giả của giải trí Snew. Nhân dịp Đinh Dậu 2017, chúng xin chúc quý độc giả có một năm mới tràn đầy sức khỏe, tài lộc dồi dào, luôn luôn hạnh phúc, may mắn luôn tới, và đặc biệt là luôn không thiếu một nụ cười trên môi. Và để có nụ cười thì đừng quên xem các tiểu phẩm và các chương trình của Trịnh Tú Trung tham gia nhé. Yêu nhiều, mua 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 mua. Chào khán giả của giải trí Neo, năm mới lúc chúc mọi người làm ăn phát đạt phát tài và có nhiều sức khỏe trong năm mới. Nhân dịp năm mới, với ban chúc cho độc giả giải trí Neo một năm mới tấn tài tấn lộc và sức khỏe dồi dào, thành công. Em chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, mình sẽ như ý, phát tài phát lộc, sống lâu trăm tuổi, an khang thịnh vượng, chúc mừng năm mới. Cảm ơn xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và nhân dịp năm mới, hy vọng năm mới sẽ thành công. Trong suốt một năm vừa qua đã luôn dành tình cảm, dành tình yêu thương dành cho Phạm Hương, và nhân dịp năm mới thì gửi lời chúc tới tất cả quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, và chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Lại Hằng xin chào các độc giả của giải trí Neo. Năm nay thật là rất là buồn khi Lệ Hằng không được ăn Tết cùng với các bạn tại Việt Nam, và hy vọng rằng với cái Tết xa quê hương thì Lệ Hằng chúc mọi người với một cái Tết thật là ấm cúng, tràn đầy hạnh phúc, và đặc biệt là hãy luôn theo dõi Miss Universe 2016 nhé. Xin chào tất cả khán giả của giải trí News. Năm mới sắp đến rồi và năm nay là năm Đinh Dậu, cũng là năm của Vân, vì Vân là tuổi Dậu luôn. Thì xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống, tràn đầy sức khỏe, và quan trọng nhất là mình sẽ có được bình an trong cuộc sống. Đặc biệt là mọi người hãy nhớ luôn luôn hãy nhớ là dành thời gian cho gia đình mình nhé. Happy New Year! Xin chào tất cả quý vị độc giả của giải trí New, và ngày hôm nay tôi là Diễm Hương, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2012, cũng là Hoa hậu Thế giới năm 2010. Xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, triệu sự như mơ, tỷ sự bất ngờ, và hãy chờ đón những điều tốt đẹp trong năm mới, năm Đinh Dậu 2017 nhé. Xin chào khán giả của giải trí Neo. Thờ An Nie xin chúc các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Các bạn hãy bấm subscribe cho giải trí Neo nhé.